Ok luôn, xin chào anh em. Mình là Kuning Vlog ấy, thì hôm nay thì mình sẽ chôn thành viên đam mình. Thì anh em nếu thấy video này hay, nhớ nhấn like, đăng ký cho kênh mình nhé. Gì? Hôm nay anh có cái thử thách cho mày. Thử thách á? Ừ. Cái gì? Mày cứ ra đây rồi anh cho mày biết. Đi. Cái màn chôn này thì là sẽ là bịt mắt xong rồi là chọc được cái đũa vào chai này thì sẽ được 200.000. Ok, cầm phơi tiền đi. Đây à? Đấy, 200 nghìn này em nhé. Chơi gì đẹp không? Gọi anh Hùng Bá. Mình bắt đầu thử thách nhé. Ok, thế Duy có chấp nhận thử thách không? Ok, là 200 mà. Thế thì Cường sẽ là người cầm chai, cầm đũa đi. Ok. Thế bây giờ thì nhắm mắt vào để xoay 5 vòng. Nhắm vào hả? Ừ, đây. Nhắm mắt vào, cúi đầu xuống. Đây. Xoay 5 vòng, xoay 5 vòng đi. 1, 2, 3, 4. Đâu. Trong đũa đi. Ê, để xa ra, để xa ra, lại để xa ra. Để xa ra. Rồi, 3 lần nhá, 3 lần nhá. Ừ, 3 lần. À, quay cúi đầu xuống, quay tiếp. 1 2 3 4 5. Ok. Ôi. Đây. Xong rồi anh em ạ, bây giờ là Di mới chọc được một lần thôi thì chỉ được 200 thôi. 200 cũng được đây. Đấy, 200 nhá. Đấy. Bây giờ đi vào không kia kiểm tra mặt trong có gì không? Thầy bố làm gì ấy? Ờ, nhìn mặt trong có gì không? Mà đâu được. Giờ này bắt đầu sạch. Được là 200.000 ngoan hay gì á. Tới dân gái đi. Tới dân gái đi chơi gì á. 200.000 không đủ ra chân như hưng. 200.000 tới dân gái đi chơi sướng hay gì. Gái hướng dẫn. Ok anh em ạ, thì bây giờ thằng em mình đang gội đầu. Bây giờ mình vào chôn nó tiếp nhé. Ok, hello, xin chào anh em nhé. Giờ đi em video tiếp theo nhé, bye bye anh em.